Lời nói đầu tiên Thuận xin kính chúc sức khỏe tới tất cả quý mạnh thường quân và quý khán giả rất là nhiều. Quý vị ơi, kế bên Thuận đó là chị Tứ, 55 tuổi. Lần trước Thuận có chia sẻ lại tìm một nửa yêu thương. Nói chung là chị là một nữ doanh nhân rất là thành đạt. Thì trong thời gian chia sẻ Thuận chưa có, nói chung là nhận rất là nhiều người để thương chị. Nhưng mà chưa kịp thì có một người đàn ông tự xưng là chồng của chị và yêu cầu Thuận không đăng clip của chị lên, cũng như là gỡ clip xuống. Thì chị cương quyết chị không chịu gỡ. Nói chung là người đàn ông thì kêu gỡ, chị thì chị muốn đăng để tìm một nửa yêu thương. Nên bây giờ là Thuận cũng khó xử quá. Sẵn tiền thì Thuận sẽ ghé qua Thuận hỏi cái ý của chị là thế nào. Em xin chào khán giả và tất cả chị em trong nước và ngoài nước, cộng đồng mạng. Thì em cũng có vài lời để nhờ trên cộng đồng mạng chia sẻ, hoặc là có nghĩa là chia sẻ hoặc là giúp em một điều. Cũng như là hôm nay em có nhờ thần Phạm lại đây quay, là cái vấn đề là bữa hổm em có quay một cái clip lên là hồi chiến rồi đúng không? Yeah. Là kết nối tìm lại một nửa yêu thương. Yeah. Thì cũng trình bày luôn là cái vấn đề chị đăng clip lên, chị nhờ thần Phạm đăng clip lên của chị là sau khi chị ly hôn giữa chị với ông Lê Văn Bé Năm, là có giấy tờ đàng hoàng, có quyết định của tòa án đây. Đấy, quyết chị định của tòa án. Hôm đó em có coi rồi. Nhưng mà bây giờ chị lật lại một lần để cho khán giả người ta thấy. Khoan tính để che cái mộc. Cái này chị ha. Em lật cái tờ sau lên luôn. Là cái quyết định đằng sau lưng. Quyết định là một quyết cái định tờ. Đâu chị? À, đây. Đây không? Ừ. Đó. Quyết định ly hôn phải không? À. Cho chị đọc cái dòng chữ mà quan trọng nhất cho chị. Chị đọc cái dòng chữ quan trọng thì nhất. Thì quyết định căn cứ vào khoảng vào khoảng 1 điều 28 điểm A khoảng 1 điều 35 điểm điểm A khoảng 1 điều 39 khoảng 4 điều 147 tố tụng dân sự năm 2015 căn cứ vào điều 56 của bộ luật hôn nhân và gia đình năm 2014, căn cứ quyết định số 326 năm 2016 ở đây ha. Đúng rồi. Tiền sử về hôn nhân chấp nhận yêu cầu khởi kiện ly hôn của bà Đinh Thị Tứ đối với ông Lê Văn Bé Nam về án phí. Về bà Đinh Thị Tứ phải chịu án phí 300.000 đồng. Án phí hôn nhân sơ thẩm được trừ vào số tạm ứng và tạm ứng phí hôn nhân. Án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm 300.000 đã nộp theo biên lai. Về 4 là về quyền kháng cáo. Các đương sự có quyền kháng cáo. Thì đây, trong trường hợp bản án thi hành có quyết định điều 2 luật thi hành án dân sự của người được thi hành án dân sự phải được thi hành. Đây là quyết định ly hôn nè. Quyết định theo quy định và các điều khoản 6, 7 và 9 luật thi hành án dân sự. Dân sự thi hành án được thực hiện theo quy định điều 30 luật thi hành án dân sự. Còn cái này đây là cái này là nước Cộng hòa gì đây? Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án Nhân dân huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Hội đồng xét xử thì cũng gồm mấy cái người này đúng không? Thì cũng gồm giấy, tôi là đây gần đi kìa. Rồi nội dung nè. Mấy cái mộc là. Đó. Giấy quyết định của tòa án là ly hôn. Thì có giấy tờ đàng hoàng. Giấy này giấy ly hôn ha. Giấy quyết định, giấy quyết định của tòa án. Quyết định ly hôn của tòa án nè chị Tông. Đây nó mặt sau để đọc rồi nó nhiều lắm, nó không thể hết được. Dạ. Tổng cộng mình mà nói chung là mình 3 tờ ha. Rồi. Thì đã có quyết định với ông Lê Văn Bé Nam. Có nghĩa là có quyết định là cách đây là gần 2 tháng rồi. Cái người ở trong giấy này là để nói rõ cho cộng đồng mạng nghe luôn. Là với chị em có thể nghe và hiểu. Mình chung sống với ông này sau khi chồng mình chết được 3 năm.
mình mới kết hôn lại với ông Lê Văn Bé Năm là 2015 tháng 11 tháng 11 năm 2015. Đó là mình chung sống cũng được mấy năm. Được mấy năm trở lại đây nhưng mà bất đồng trong hôn nhân. Đó. Rồi những cái sự việc càng ngày bây giờ á là mình đi đến quyết định ly hôn là vì mình đã ra tòa án là 4 lần. Mình ra tòa án 4 lần mình vẫn không thôi được. Là tại vì mình bỏ qua tha thứ. Mình là người sống vì cái tình cảm. Mình nặng lòng quá cho nên mình mới đến tới ngày lần thứ năm này. Lần này là lần thứ năm mới là thôi dứt khoát. Còn 4 lần trước là bỏ qua tha thứ rồi chồng vợ chồng hàng gắn lại. Ông cũng là năn nỉ mình. Rồi mình cũng tha thứ để cho sửa đổi lỗi lầm. Nhưng mà rất là nhiều lần ảnh đi á, có nghĩa là ảnh lấy quần áo anh đi á, là đã 10 có nghĩa là hai bàn chân hai bàn tay là mình đếm hết rồi. Cái lần cái số lần mà anh đi bỏ nhà anh đi á là anh cứ cặp con nào là anh đi. Cặp con nào là anh đi. Còn dưới lại đánh đề đánh số coi như là 2022 là hai lần quan trọng nhất là cái 2022 là mình ảnh lấy tiền ảnh đánh đề nuôi gái. Thì là mình đã bỏ qua một lần rồi, mình đã kêu là sửa đổi lại để mà vợ chồng là sống lại với nhau. Là lần đó là phải nói là quyết liệt là lần đó là anh hãy nhớ là lần cuối cùng nha. Mình cũng vẫn tha thứ. Bây giờ tiếp tục tới năm nay là coi như mình đi mổ. Mình đi mổ ở Sài Gòn. Mình giao tất cả đây cho anh làm. Giữ là thu nhập đồ hàng vô nhập hàng ra rồi. Tiền anh đi ghi to cho mình là anh gom tiền. Cuối cùng anh về anh nói là công nợ người ta còn công nợ thì tiền bạc. Tất cả những người nào mà anh gom tiền là mình đều ghi lại hết. Có giấy tờ. Nếu anh cần ra tòa đối chiếu thì mình cũng vẫn có những người đó mình ghi âm lại rồi. Rồi có những người đó là trả cho anh, trực tiếp trả cho anh lại. Mình còn giấy tờ luôn. Mình nói là mình cũng rất là bỏ qua tha thứ để vợ chồng hàng gắn sống. Nhưng mà nó đã nhiều lần lắm mới tới lần này là lần thứ năm. Thật sự là lần thứ năm luôn. Nhưng mà phải nhờ cộng đồng mạng hiểu cho mình. Không phải là mình đàn bà là dâm dục hoặc là một cái vấn đề gì. Nhưng bức xúc quá. Mình là một con người, một mẫu người đàn bà gia đình. Một mẫu người đàn bà gia đình. Và một mẫu người đàn bà là biết làm, biết lo để làm. Là tất cả kinh tế gia đình là mình không biết chơi bời tất cả những cái gì hết. Nhưng mà hỏi bây giờ anh lấy một lần mấy trăm triệu bạc. Anh đi đánh số đề. Anh giận gái gu số đề. Hỏi đàn bà nào như vậy chịu không? Như hoàn cảnh của mấy chị em như vậy mấy bà có chịu hay không thôi. Đó. Nhưng mình nghĩ cái hoàn cảnh mình đã mất đi một người chồng là một cái chỗ dựa tinh thần. Mình nói thiệt ha. Mình mơ ước là khi nào chồng mình sống lại được, mình bỏ hết cái gia tài của cải, mình chỉ cần vợ chồng mình đoàn tụ sống hạnh phúc gia đình. Mình đi ra mình không luôn. Mình không cần gì hết. Nhưng mà không được. Cho nên mình sống với ông này, mình lì là cũng như ông đánh vô cái điểm yếu của mình. Ông đánh vô cái điểm yếu của mình là mình đã mất một người chồng rồi. Mình muốn sống cái quãng đời còn lại để trọn vẹn sống với nhau. Cho nên ông cứ hành hạ mình. Nè, em nhìn nè. Thẹo dít đây ha. Đây ha, nè. Quánh chị đút cái tay chị vô trong cái kẹp cửa. Kẹp lại một cái là máu bắn đầy nhà. Có ai như vậy không? Cái tay chị cũng thẹo. Xuống công an là 4-5 lần rồi. Bây giờ cái giấy này nè. Trong tòa án người ta dẫn ra tới xã người ta xác minh là có bạo lực gia đình không. Thì người ta lại ghi ra cái mặt sau lưng này là có bạo lực gia đình. Ổng không chịu ký ly hôn đúng không? Mà có bạo lực gia đình cho nên người ta cho thôi luôn. Cái giấy tờ còn ở đây chị giữ hết. Không có bỏ cái nào. Từ cái ngày chị đưa đơn ra tòa lần này là lần thứ 5. Chứ không phải là 1-2 lần nữa. Cho nên là chị quyết định dù bằng có thương ảnh bao nhiêu chị cũng chấp nhận buông bỏ. Đau khổ thì một thời gian rồi cũng thôi. Bây giờ chị làm nhiều chị ăn nhiều. Làm ít chị ăn ít. Chị không có thể mà sống cái cuộc sống như vậy được nữa. Nó là như vậy. Còn bây giờ yêu cầu ảnh. Anh thương ai thì chị cũng cứ nói là bây giờ ảnh sống một cuộc sống cho nó tốt. Thậm chí ảnh đi ra rồi chị vẫn đi mua bảo hiểm cho gia đình của chị. Chị mua cho ảnh luôn.
để sau này anh có đau ốm bệnh hoạn có bảo hiểm để anh sống đó. Vậy đó hả? Đúng là như vậy luôn. Rồi chị nói ảnh á, chị nói thôi bây giờ cũng như kể như là nợ nhau một quãng đường đi, nợ nhau một quãng đường thôi, bây giờ mình hết duyên nợ rồi. Cũng khuyên con nếu mà có gặp Dượng á, ổng thì ổng hăm dọa giết chị không à. Ổng nhắn rất là nhiều tin nhắn luôn. Rồi á, ổng nói ổng đâm con chị, gặp xe chạy trên đường đâm trực diện con chị luôn. Chị nói con á, thôi bây giờ con nhịn đi, tất cả những cái gì là nhịn đi. Rồi con có gặp Dượng á thì cũng kêu Dượng uống cà phê, cũng mời Dượng đàng hoàng. Con gái chị nó nói à, dạ con cũng đâu có buồn ổng gì đâu, kệ chuyện người lớn làm sao thì làm. Nhưng mà đối với con á thì thôi kệ, con cũng kể ổng như cha con vậy thôi. Con cũng gặp ổng, con cũng kêu uống cà phê đàng hoàng, không sao hết. Nhưng mà nói với anh á là anh có sống với ai đi chăng nữa, anh cũng đối xử tốt với người ta, để cái quãng đời còn lại anh nhờ được cái bản thân anh về già. Chỉ là như vậy, chị khuyên ảnh nhiều lắm. Rồi chị nói á, đừng có sống với ai mà như sống với mình nữa. Nấu từ miếng cơm, hầu đi ngủ rồi còn kêu anh ơi thức dậy ăn miếng cơm đi, ở đi ngủ. Thật sự ra bây giờ ổng đi ra ổng ốm, ổng bệnh ổng ốm, ổng đang 70kg, 60-70kg, 70-mấy kg, bây giờ ổng nói ổng còn có 59kg. Chị nghe chị cũng xót chứ, chị nghe chị cũng thấy tội nghiệp, chứ không phải là chị ghét bỏ gì ổng đâu. Nhưng mà chị không có còn chịu đựng nữa, nó thật sự là nó đau lắm. Ổng đánh vô những cái điểm yếu của mình, tại vì mình có một cái gia đình mà mình mất đi như vậy, mình rất là quý trọng cái tình nghĩa vợ chồng để sống cái quãng đời còn lại. Bây giờ chị nói em á, phụ nữ bây giờ có tiền đó mới sống được, mà sống phải đàng hoàng ấy. Còn nếu mà hành hạ hoặc nếu mà cái cuộc sống mà như vậy, người ta không bao giờ sống em. Chị là cái mẫu người hiện đại của cái thời trước còn lại, chứ còn đàn bà bây giờ không bao giờ sống kiểu cách mà khổ như vậy đâu. Chị chỉ khuyên ảnh bây giờ nè, tất cả những ở đây là đi ghi to ghi đồ gom tiền gom bạc thì cho chị, rồi tính toán làm ăn những cái này kia trong nhà thích á thì mình chiều lại vợ chồng đi uống cà phê, hoặc là gần thì đi chùa đi đồ cúng cho nó thư thả. Còn những cái ngày nào nghỉ khỏe cứ việc đi chỗ này chỗ kia, dạ, ăn cái này cái kia rất là lãi. Nhưng chị đã khuyên không còn lời lẽ để khuyên nữa. Bây giờ lúc á thì anh nhắn tin cho máy chị á, anh đâm trực diện con chị, mấy đứa nó đi nó nơm nớp nó chạy xe nó sợ chứ. Ổng đâm con chị rồi xong rồi ổng chị ổng tắt luôn đó, rất là nhiều lần luôn. Rồi ổng nhắn tin lúc đầu á thì đi ra nói xấu chị, coi như là cả cái tỉnh An Giang này biết hết luôn. Đứa nào hồi nãy phải em lên sớm thì rồi em nghe mấy đứa nó nói lại cho em nghe. Chị hồi nãy chị kêu nó ngồi đây đợi em luôn à. Vậy là ngoài nhắn tin cho em mà rồi là nhắn tin cho chị nữa hả? Nhắn tin cho chị à. Rồi đe dọa chị, mà chị nói thiệt với em bức xúc lắm, rồi bắt đầu chị nóng lên là chị chửi. Chị cũng có nói là nói chung là chị cũng nóng tính á. Chị không có nhịn được nữa. Bởi vì quá rồi không nhịn được nữa, cho nên là chị khuyên biết không được, cho nên là chị cũng chửi lại. Nói thật sự là vậy luôn. Chứ có người đang nói thiệt em lấy tiền lấy bạc mà đi chơi bời như số đề là chị nói bao nhiêu năm nay rồi đó. Ông nhắn tin trong máy chị đó, ông nói giờ tôi xin lỗi bà, bây giờ tôi lỡ tôi chơi số đề số đuôi rồi bây giờ tôi thua quá nhiều, giờ tôi lậm rồi, bây giờ tôi không biết sao, bây giờ mỗi một chỗ 45 triệu 50 triệu, rồi là những cái tiền ông lấy chỗ 4-5 chục mà 10-mấy triệu có, 10 triệu có, 7-8 triệu có, một ông lấy từ Nam tới Bắc luôn, là lấy hết luôn. À, cái đại lý chị phân phối tới từ năm à, chị đó, cho người ta công nợ. Rồi người ta trả rồi, cái ông gom hết trơn, cái ông về ông nói với chị là người ta còn công nợ lại. Rồi xong mới bắt đầu cái bữa khác ông đi, ông nói là người ta đi chùa, người ta đi núi, người ta không có nhà. Như vậy rồi tới chừng ông đi rồi là bể ra là ông gom hết trơn luôn. Đó, chị hỏi em là coi còn cái gì nữa không? Mà như chồng con thì mình tin tưởng. Không lẽ mà ông đi rồi mình đi theo gom tò tò hỏi còn ông còn sĩ diện gì không? Đó. Nhưng mà người ta đâu có hiểu, đâu có hiểu cái nỗi lòng của mình đâu. Đó, chị nói chị chỉ mơ ước là vợ chồng lớn tuổi, già lớn tuổi rồi có một bữa cơm bữa canh uống nước trà với nhau,
ngồi nói chuyện tâm sự này kia, chị mơ ước có bao nhiêu đó. Cho nên là chị rất là cố gắng luôn. Chị rất là cố gắng để chị sống với ổng. Nhưng mà ổng phụ. Ổng phụ tất cả những cái gì chị đối xử với ổng. Lúc đó thì ổng đi ra, nói đi ra anh đừng, tất cả những cái gì chuyện vợ chồng không ai có thể vô xử được. Ha. Yeah. Anh đừng đi nói xấu tôi bất cứ một cái gì nữa. Ha, hoặc là anh đừng rêu rao ở đầu này đầu kia tôi nữa. Hãy để cuộc sống đó yên lặng lại. Nhưng mà ổng không chịu. Ổng nói coi như là không còn một cái gì trên đời luôn. Mới hồi trưa ông nói nếu mà mày lên kinh á, mày nói á, thì tao sẽ khui lại hết luôn. Là từ đầu tới đuôi con mày đánh mày sao, rồi mày lấy thằng rể sao, rồi mày lấy thằng chồng sao của con chị nè. Trời ơi, chị nói thôi bây giờ kể như là thôi tôi hết xài rồi ông ơi. Nếu mà ông nói gì tôi hết xài rồi, bởi vì tôi lấy rể ở đâu ông phải lôi ra nha. Cái đó là ông xúc phạm tôi phải đem tới công an chính quyền ha, phải có bằng chứng đàng hoàng. Yeah. Đó, phải có bằng chứng đàng hoàng đối với tôi. Rồi tôi lấy chồng, ổng nói chị á, lấy cái thằng Bắc Kỳ là cái thằng chồng sau của con chị nè. Hai mẹ con mày lấy chung chồng. Coi như là gặp châu chị, ổng nói chị lấy châu gặp chó, chứ ổng nói thì chị lấy chó luôn á. Thậm chí mà lúc ổng còn ở nhà mà ổng gầy, ổng chửi mấy thằng lính. Cái chị mới nói ổng là tại sao cái gì nó sai thì ông nói, còn cái gì không sai thì thôi. Sao mà ông chửi, ông nói người ta hoài vậy? Người ta mà xài một thằng lính 4-5 năm, còn ông xài 1 năm 3-4 thằng lính. Hỏi ai làm với ông được như vậy không? Đi qua bên sông kêu người ta làm. Người ta nói bây giờ làm cho bà tới chết, tụi tôi cũng làm nữa. Còn làm có thằng chồng bà là tụi tôi không có làm, đói chết cũng làm. Về mình mới nói với ông. Rồi mình mới nói cho ông nghe, phân tích cho ông nghe. Ông nói mày lấy mấy thằng lính, chửi chị lấy mấy thằng lính luôn. Rồi là mày mấy thằng đó nó lại gì của mày mà mày binh. Chị nói không còn cái gì trên đời đâu Thận ơi, kể ra là coi như là không còn cái gì luôn. Chồng này có phải là chồng sau của chị không? À đúng. Dạ. Ông này ông chấp nối với chị. Dạ. Ông chấp nối với chị là cái thời gian cũng được mấy năm rồi. Dạ. Cũng được cái thời gian là cũng 9-10 năm đó. Wow, vậy đó ha. À. Vậy là chồng trước thì qua đời. Chồng trước qua đời, chồng còn trước thì chết mấy năm chị mới lấy ông này. Dạ. Rồi chồng sau này có con chung không chị? Không, con của ổng hai đứa, con của chị hai đứa rồi. Dạ. là lớn tuổi không có sanh nữa. À, theo lời chị kể hồi nãy giờ em cũng thu thập, em cũng biết được một số chuyện. Đương nhiên á thì bây giờ thì em sẽ hỏi chị cái câu chuyện này rất là quan trọng, là cái người trong cái đơn ly hôn này yêu cầu em gỡ cái clip mà chị mời em tới đây để chia sẻ là tìm một nửa yêu thương. Chị muốn gỡ thì em gỡ, tại vì cái anh này thì ảnh coi như là hầu như là ảnh ra lệnh luôn đó. Thì còn riêng chị thì không biết sao, tại vì là em quay cái này em giúp đỡ cho chị. À, nói chung là bây giờ vậy. Dạ. À, em nói rồi chưa? Bây giờ chị nói em nghe nè, chị là người nhờ em, trực tiếp nhờ em quay cái clip của chị. Không có ai có cái quyền mà để mà vô đây mà kêu chị gửi clip xuống. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chị với anh có giấy ly hôn rồi. Có giấy ly hôn rồi chị mới nhờ em quay. Thì dạ, chị em cố gắng giúp đỡ chị. Chị trả lời cho khán giả của em biết là hôm trước em lại đây em đã thấy giấy ly hôn này rồi. À đúng. Cho đúng. Nên là đây là cái nỗi đau của chị. À. Cho nên là đã có giấy ly hôn này Thận mới quay quý vị. Nhưng mà có giấy ly hôn này thì Thận nghĩ là mọi người sẽ thượng tôn pháp luật. Nó cho nên là đã xử ra rồi thì mình phải tôn trọng pháp luật. Nó còn ví dụ như là chị nhờ Thận tới đây để chia sẻ cái nào thì cũng trân trọng đáng quý. Nhưng đương nhiên thì Thận là chuyên làm bên từ thiện, còn chị nhờ chia sẻ lên vậy thì cũng là một cái vấn đề tốt nữa. Khi mà anh trong cái đơn này á, thì coi như là anh kêu Thận là bắt buộc phải gỡ. Thì nói chung là Thận cũng giúp anh cũng được, nhưng mà Thận cũng không làm gì. Thì Thận cũng đã tới chị một lần rồi. Thì trước khi Thận gỡ, Thận cũng phải hỏi ý chị, chứ Thận không có gỡ ngang. Nhưng mà chị thì chỉ nói gắng giúp chị đi. Thì chị buồn quá, chị cũng muốn tìm cái bạn để mà không
không không phải là chồng cũng được, nhưng mà để chia sẻ những cái nỗi đau, đúng không chị? Đúng rồi. Những khi buồn đồ này nọ, có thể là đi giống như chị nãy đi chùa, những người mà đồng tâm ý hợp á, đi chùa để cúng điếu, hay là đi đi du lịch đó, đây có thậm chí đi nước ngoài cũng được nữa, thì chị rồi. Là cương quyết là chị không chịu xóa, nhưng mà cái chương trình này quay cho chị. Thì bây giờ chị nói em về cái clip này là chị nhờ em là sau khi có cái giấy kết hôn này, ở cái giấy ly hôn này, dạ, là đã có giấy ly hôn, là lần trước em cũng quay rồi, là đã có giấy ly hôn rồi. Đó em rồi. Quay dạ đúng rồi, đúng chưa? Rồi bây giờ cũng như vậy luôn rồi á, là em quay là chị là người nhờ trực tiếp nhờ em. Dạ. Bây giờ em giúp chị, gán giúp chị để chị quay cái quay cái clip của chị lên, là để chị tìm kiếm bạn còn một nửa yêu thương của chị lại, thì chị tìm kiếm và chị tìm được người đó, chị hiểu người đó. Dạ. Chứ chị không, chị tìm được người đó rồi chị phải hiểu người đó, rồi chị nếu có chung sống được thì chung sống, còn không mình là bạn cũng không sao hết, đi chùa đi chuyện đi chơi bời cho biết, trong nước ngoài nước gì, để cho nó vơi đi một phần nào buồn tủi trong cái cuộc sống đó. Mà cái clip này chị nói em nghe là như vậy, chị là người trực tiếp nhờ em. Dạ. Cho nên khi nào chị lên tiếng chị nhờ em gỡ bỏ, em hả mới có cái quyền gỡ bỏ. Dạ. Chứ em không phải mà chị nhờ em lên đây rồi tự nhiên em người ta nói gì em gỡ bỏ clip của chị, là cái đó chị cũng không có đồng ý. Nói thực sự là như vậy luôn đó, cho nên là em cố gắng giúp chị chứ làm mà đó quý vị, thật là khó cho Thuận. Thuận cũng gửi lời với anh ở trong cái đơn này, nói chung là chuyện gia đình đó thì gia đình biết. Đây là chị năm nay là cũng 55 tuổi, là một coi như là chị là một tổng một cái đại lý rất là lớn, là cũng là người rất là thành đạt. Lời nói của chị là hiện tại giờ là rất là bình tĩnh, là